Chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Quý cô bác ơi, ngày hôm nay thì chúng em sẽ là làm bữa cơm vào nhà mới cho nhà chú Sùng. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn cô Phúc Hoàng là cô có gửi cho nhà chú Sùng là 1 triệu để mà mua đồ ăn vào nhà mới. Ngày hôm nay thì chúng em mua 2 con gà là 5,4 kg nhân với giá là 70.000 một cân là bằng 375.000, 2 cân giò là 240.000. Rau thì bao gồm có đỗ này, cà rốt, ngô, hành, rau thơm, chanh, tỏi, ớt, quýt là tổng hết là 260.000 này. Đỗ xanh 2 lạng là 10.000. Đậu 4 cân là 60.000, rượu 5 lít là 100.000. Tổng là 1.045.000. Đấy. Đây là rất là cảm ơn cô đấy ạ. Ngày hôm nay ạ thì chúng em là có mua thêm cả một cái thớt cho nhà chú Sùng nữa bởi vì là hôm qua mua được vào nhà mới ạ, thì em có quên mất. Đây, gà đây. Cái này rau dưa, quýt các cái này bảo Sùng đi chép vào có cái chân đất cái kia. Không đi dép của bố mẹ đi đi dép vào đi. Không đi dép vào cái nhà này bẩn lắm nhá. Vào cái nhà này nó bẩn đấy. Đi dép vào đi. Không đi dép nào vào nhà là bẩn nhà đấy. Trong đây là món rau này, ngô này với lại súp lơ luộc đi. Thì lại nhờ chị Vân là phụ mọi người nấu nấu nướng bếp trưởng, còn anh Tuyển là bếp phó. Anh cái gì cũng làm được, mỗi giảm bếp là anh chịu. À, lại Anh nhớ đến cái vụ xem ếch nhà ở nhà anh Sinh. chèo ấy, ấy con nhảy từ trên trên chảo nhảy xuống. Em rất là cảm ơn cô đấy ạ. Hầu như là nhà nào cô cũng tặng cho để mà vào nhà mới. Chú Sung ơi, có cái dép này không? Có, vậy thì đi vào đi. Đây này nhiều rau lắm luôn nhỉ. Đây, rau thơm này, chanh, hành khô, hành tươi, tỏi. Đây, đây là súp lơ. Đây, hôm nay có thớt mới chặt nhá. Không, cái thớt cũ nhà chú Sùng là cũ quá rồi. Đấy. Ui, để ngoài này anh. Đấy. Hôm qua là có cái rổ không? Mang nồi đấy. Mà nó phụ cùng đi, mang cái đồ xuống hết đi. Chắc là hôm qua nhà chú Sung là đi tuốt lúa muộn quá ấy, cho nên cũng chưa kịp. 9 đến 10 giờ mới tuốt xong nhỉ? À. Vâng. Đây thớt đi ông ơi. 10 rưỡi mới đến ăn cơm à? Bà ý bảo là chở đi cái này ấy. À vâng. Đây hôm qua thì em có bảo nhà chú Sung là để hết cái cuốc này. Xẻng vào đây thì nhà chú Sung đã để rồi đấy ạ. Này hôm nay thì em có mời các bác thợ này với lại chú trưởng thôn và anh chức là công an viên trong thôn và các bác thợ này, cán bộ xã nữa. Đấy. Lên để mà ăn bữa cơm chung vui với lại nhà chú Sùng, cơm nhà mới. Dép là đi vào trong cái nền đá hoa là không sạch đâu. Phải đi dép vào. À, cua đang trông em bé. À, cô đang làm cái gì đây ạ? Nấu cơm à? Nấu cơm. Cơm bằng chậu. Ăn chuối à? Vâng.
mặc ấm và không ho đấy, bây giờ đang ra mùa ấy. Sau khi mà cô trần gạo vào cái chỗ nước nóng kia thì bây giờ là sẽ cho vào đây, xong rồi tí hấp như kiểu mình đổ xôi ấy ạ. Chỉ còn chờ đến lúc chín thôi. Đây là cái thớt cũ của nhà chú Sùng đấy ạ. Này mủn hết rồi, hỏng hết rồi. Qua nắng to vậy nên lại mưa. Chán nhất rồi. Mừng ghê, trời ơi cũng mừng. Mừng nhất chú Sung làm được ngôi nhà mới. Trời ơi cũng mừng. Trời khóc quá. Hay cho quá. À không hay. Vui. Vui quá hay khóc này. Không thì không biết để hai cô chú thì chắc là không có khả năng là xây được nhà như này. Sơn lại cho sơn đỗ. Kia cái đỗ kìa. Đỗ là. Vâng ạ. À, để tí xong là đổ nước nóng vào ngâm ấy. Tí. Làm cái nước nóng. Con đây đẹp trai thế. Chào bác nha. Đông 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 loạn đông. Anh Dương qua chở hết thóc về chưa? Không đang qua được bằng này bao thôi á? 21 bao mà. 23 bao chở đây là 3 bao. À. Nếu được 21 bao thì đủ đủ ăn đấy. Rồi. Tốt rồi.
con, hai con này. Ăn nó phải ngọ nguậy. Trên tay em có hiện tại là đang cầm cái biển nhà. Thế trong quá trình mà chúng em kêu gọi làm nhà cho nhà chú Sùng thì có chị Vân ở bên Mỹ là chị là mạnh thường quân đóng góp ủng hộ nhiều nhất, cho nên là em có xin phép là sẽ đóng biển nhà là chị Vân và các mạnh thường quân. Đấy, tặng nhà tình thương này, cầm cho chú Sùng cầm nhá, xong rồi tí treo lên trên này à. Anh Tuyển ơi, đâu nhỉ, à đây lấy sẵn mấy con, anh treo giúp em cái biển nhà với à. À, nhà chú Sùng này xem nào, cái cửa mở này chắc treo trên này đi nhỉ? Vâng. À, để chỗ này cho. Ôi ôi ôi. Ghế không đứng được rồi. Để có cái thang. Có cái thang không chú? Lấy cái thang. Làm được không đấy? Đây em xem. Hay có xích sang bên này một tí không? Bên cửa này một tí không? Vâng. Vâng, chắc chỗ đấy được đấy. Vâng. Vâng. Chào chú ạ. Xong rồi. Vâng, xong rồi, bây giờ cho treo biển. Cái đường đi nó mới thẳng. Vâng. Đi này vâng. Với lại sau này làm bếp ở đây nhỉ? Ha, bếp gì à? Bếp bên này rồi chú. Vâng. Thế thì ở đây tiện nước, ở đây không làm ở đây chứ nó thoải mái hơn. Ở bên này có chuồng lợn Thường Châu, thế là bên này là có bến rửa tét thì để đằng sau chú ạ. Đấy là các mạnh thường quân ạ. Vâng. Thế à? Nãy có một anh hỏi là MTQ là gì? Ôi trời, trơn quá. Thế này mà tí lại quay đi nhanh hơn. Hôm nay thì em có là cũng có mời cả các cán bộ xã lên để mà ăn cơm. Thế bây giờ các chú bắt đầu đến rồi.
Chắc là chú nhá. Vâng ạ. Cái nguồn nước này thì xong cân chưa? Vâng. He xong chưa? Như vậy là ngày hôm nay thì nhà chú Sùng là cũng đã xong hết tất cả rồi. Chú có muốn nói lời cảm ơn các mạnh thường quân không ạ? Các mạnh thường quân rồi. Không, là như là cháu không hiểu. Vâng. Chú, nếu như mà chú không diễn tả được bằng tiếng Kinh thì chú có thể nói bằng tiếng Mông. Vâng. Chú trả phiên dịch cho cháu. Chú nói tiếng Mông cũng được mà. Hả? Cháu là sao ạ? Vậy chú ạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Tại vì là chú Sùng là tiếng phổ thông là chú cũng không có được nói được nhiều ạ. Chú bảo là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thế còn cô ạ? Chú Du ơi, cô nói gì ạ? Cô nói tiếng Mông. Cô bảo là cô thay mặt gia đình rất là cảm ơn các khi tổ chức các cháu đã giúp đỡ gia đình xây dựng. Đây, như này chú dịch giúp cháu với cô là nhà của chú Sùng thì có chị Vân ở bên Mỹ là chị giúp đỡ rất là nhiều. Đấy, chị Vân này, lại các mạnh thường quân nữa. Đây nó chạy từ mới từ phong nhất của tỷ lên mình cá luôn tại hồ vành từ họ bán đến tàu đường dài lắm ạ. Giờ đây tú chạy này do tú chạy từ hoang tàu gì lắm ạ. Cô cảm ơn. Nói tiếng Mông cũng được. Có thể tú chạy lắm ạ, ít lọt. Ôi, ôi chỗ tàu này nè, ôi chỗ tàu từ phong khó. À thì nên sợ tàu bá tàu lâu chạy rồi rong. Tôi sẽ cần. Nhưng mà tôi cả dùng chung mới tôi đã dùng nhớ. Cô nói sao ạ? Vâng. Và cháu đây, em có cũng thay mặt cho nhà chú Sùng là rất là cảm ơn chị Vân ở bên Mỹ và các mạnh thường quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho nhà chú Sùng là có một cái ngôi nhà là rất là khang trang và rộng rãi và có đầy đủ tiện nghi giường chiếu tủ quần áo này, những cái cần thiết nhất là đều có đầy đủ hết ạ. Nên thật sự là nếu như mà đối với lại trên vùng cao chúng em tầm tuổi như chú Sùng bây giờ ấy ạ thì chưa xây được nhà thì là chắc là cũng không có khả năng để mà xây. Thật sự là đây là một cái ngôi nhà phải nói là ngôi nhà mơ ước của nhà chú Sùng rồi đấy. Cái nhà cũ của nhà chú Sùng thì đã hỏng hết rồi đấy. Có một cái ngôi nhà như này thì rất là vững chắc, không phải lo nắng mưa hoặc là những lúc gió thì sợ tốc mái. Xong rồi bay nhà là không còn chuyện đó nữa rồi. Em có cảm ơn các cô các bác là đã luôn tin tưởng chúng em để mà chúng em có thể làm cầu nối để mà giúp đỡ nhà của chú Sùng ạ. Này là cả đời người mình mơ ước còn không có ấy chứ nhỉ. Nhưng mà hôm nay là nhà chú Sùng là đã được giúp đỡ rồi. Là có nhà mơ ước rồi nhá. Bây giờ là mình phải sạch sẽ nhá. Vâng.
Em có ấy thì cũng rất là cảm ơn bên chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân xã Trịnh Tường là có tạo điều kiện cho chúng em để làm công việc thiện nguyện ạ. Nên nhà chú Sung thì cô thì không biết tiếng Kinh, cả chú Sung thì biết cũng rất là ít đấy ạ. Cho nên là em có cũng biết là nhiều khi là chú Sung với lại cô là cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn, cũng muốn là nói, nhưng mà thật sự là mình không biết làm sao để mà mình có thể diễn tả được ấy nhỉ. Thế không sao đâu cô, bây giờ là phải sạch sẽ. Cầm sạch sẽ thôi là được rồi. Bây giờ thì lại đi tiếp tục là nấu nướng, sau đó thì sẽ chuẩn bị ăn cơm ạ. Chú Du ơi, chắc chú phiên dịch giúp cháu là bây giờ là có nhà mới này, là những cái trước cửa như này này, những cái này là không có được dựng đồ linh tinh đâu. Không được dựng củi hay là cho những cái bao, những cái bạt để đây là không được đâu. Như này là nó không được sạch sẽ nhỉ? Đấy. Đúng rồi. Thóc ngô thì có thể để ở dưới bếp, bởi vì bếp cũng rộng rãi mà. Bếp tận 17 mét vuông mà. Vâng. Đấy, cái nồi ra đảo lên rồi đấy. À, làm cái bàn thờ ấy hả? Có mấy khoan đây? Vâng. Chú Sung làm lý, làm bàn thờ. Như này là xong rồi à? Thế là xong. Không tăng cơ cả chú. Xong rồi. Xong rồi. Chưa mổ gà chưa thắt được. Để cuối năm thay lông gà. Cuối năm là để thêm lông gà vào đây ý ạ? Thay lông gà nó mới che một con gà cháy luôn. Giải cái bạt này à? Cứ cưới nó ra là gì ấy, lá của nó thôi, còn cầm nó bỏ ra đi. Đây là cặp.
Điện tạm vào bát cũng được. Vâng. Hú nhiều quen rồi. Đúng rồi, đổ luôn đấy cũng được mà. Có đủ chia không? Đủ chia. Mâm của thợ ở Trăng Đồng đấy. Vâng, cứ ngồi đông đông thì không sao. Anh Dư, cái này là bố làm lý cúng gia tiên này hay như nào đấy? Cái này làm lý à? Làm lý nhà mới à chú? À. Như kiểu người Kinh mình là thắp hương đấy nhỉ chị Vân nhỉ? Người Kinh là cũng làm mâm cơm để mà thắp hương. Chắc là người Mông cái này chắc cũng tương tự như thế. Đút cơm cho các cụ ăn này. Đây, bây giờ là nhà chú Sùng có nhà mới là không sợ nắng mưa nhỉ chú nhỉ? Ngày trước là gió to là sợ lắm nhỉ? Bây giờ là không còn sợ rồi. Như này là xong rồi hả chú? À. À, cháu ơi, các chú canh bán cơm thôi, muộn rồi. Xa rồi. Hôm nay thuyền chiến đẳng ba rồi, không có ai được, không có hai người, chú cháu đi rồi. Bây giờ chú xin cái số ra để... Nước cò xưa chưa ngốc mà. Con ngồi đi được. Đây, mong chưa để cho bạn kia một cổ. Không ngồi đi. Không ngồi đi. Cái lớn đi em, cái lớn đi, cái lớn đi. Bao nhiêu cây?
Đây chú Sùng ngồi ăn cơm đi. Bây giờ là đến giờ cơm rồi ạ, mời cho các bác là ăn bữa cơm mừng nhà mới cùng với lại gia đình nhà chú Sùng. Đây, chú ngồi vào đi ạ, đi vào đi, đi về ăn cơm. Vâng. Rồi rồi cứ ăn đi. Mọi người cứ ăn cơm đi. Rồi, cứ ăn đi. Rồi rồi. Vâng, vâng, cứ ăn đi ạ. À, bên nào cần giấy nhỉ? Này này, chuyển sang kia. Để xem ai cần nữa không? À, cháu mời chú ăn cơm nhá, mời các anh chị ăn cơm. Ở hơi xa nên nhiều khi đủ đúng đấy, bác gà thải cái mặt về để ở kia này. Trong thanh nào? Ở trong ngoài nhiều. Mà cháu đây này, trước tiên là cảm ơn các hai cháu ở nhà tài trợ, tài trợ cho gia đình nhà anh Sùng căn nhà rất là khang trang. Tiếp theo là xin được chúc sức khỏe các anh, chúc cho gia đình có một ngôi nhà khang trang. Cảm ơn cháu. Uống đi. Cạn đây. Cháu đi nhiều nơi. Vâng, cháu xin ạ. Được cái đuôi gà. Cháu khỏe. Vâng. Khỏe các chân. Ôi, đúng đấy, không để 4-5 cái chân cho. Để tranh thủ làm cái thôi. 4-5 cái chân thì chạy nhanh được. Ở nhà hết bao nhiêu? Nguy quá, được cái đùi gà. Chú là đây là chú Lành, đây là chú Lành trưởng thôn ạ. Thích nhá chú Sùng nhá. Cứ Sùng cười sướng. À, cái này là chúc phúc nhỉ? À.
Coi như là mình chúc mừng nhà chú Sùng có nhà mới nhỉ? À, vâng. À, chúc mừng cho làm cái gì cũng được đúng không ạ? À. Cô bác ơi, như vậy là lại thêm một ngôi nhà tình thương nữa trên kênh của Cõi La Lin, làm cầu nối hoàn thiện rồi. Em Cõi không biết nói gì hơn. Để mà nhà chú Sùng có được một cái ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ và chắc chắn như ngày hôm nay thì đều nhờ vào các mạnh thường quân, chị Vân và các mạnh thường quân giúp đỡ rất là nhiều thì mới có thể có được ngày hôm nay. Bây giờ thì có lẽ là em Cõi cũng xin phép là kết thúc video tại đây thôi và đi về thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh Cõi La Lin.